Sau bây giờ anh bơm xe sang rồi anh vào. Giờ mà anh thấy nó vô ba con đào đúng không? Đào đêm coi thế này anh giờ lên bên anh sao? Đi xong xong coi anh xong. Xong. Thấy đâu phải à? Đào ba con hết ba con này phải không? Ba con đầu tiên đào cái điện thoại nó của anh đào đi coi thế. Đêm coi thứ. Ba chín sáng này sao? Ba con này sao? Giờ lên đào cái điện thoại anh đào. Đào này 796 giờ lên. Đào giờ lên đâu? Giờ là 796. 396 là anh trúng nào này chứ còn khí nữ á. Anh mua máy hồi trưa đây hả? À? Số này à? Mua ở đây hả à? Này sao? À, mua hồi trưa. 396. Đây này với 14 tháng ngày 14 tháng 4 năm 2023 thứ 6. Giờ lên. Đi đâu đi đâu đợi. Đợi lại đưa tiền luôn. Vậy hả? Đưa tiền luôn. Vậy tôi lấy thêm 5 vé. Biết rồi ở đây đưa tiền luôn. Vậy hả? Này, đưa tiền cho em luôn. Sao vậy bà? Dạ. Đâu vậy là anh vô con tờ rồi 796 đâu đưa cái điện thoại kia cho đưa điện thoại tôi quay cho khách đâu đưa cái loa mã đâu trong tiền nhanh thôi à 796 giờ lơ à đâu ngày 14 tháng 4 à, 14 tháng 4 ngày 17 14 tháng 4, 796 à, này anh xóa anh mua 2 tờ nha quý vị anh chị 796 đây. Rồi nên bơm xe mà máu vào trúng luôn không biết luôn á hả? Chứ từ nãy chưa có vào hả? Anh nhà chưa vào hả? Gửi mày nè. À tôi thấy ông quen mua tôi biết mà. Tôi mua biết rồi mà mua đâu cho. À 796 đi còn trúng nè, dưới nè, không trúng có lớn thì vào mình ảnh cái lớn phải không? Có lớn hơn thì mình ảnh cái lớn, nếu trúng đẹp biệt mình ảnh cái đẹp biệt chứ còn gì. Nếu mình trúng có đẹp quá hồi xóa anh còn có hơi anh lấy còn có hơi tài mấy ạ à? Vậy là bà tài mua nữa không để thấy còn hơi tài mua phải không ấy à, nghe một sách ngang là anh lấy ra hơi tài hay là sâu nên là anh tự lấy hay là qua cái đây còn sách vậy, qua cái đây hình như còn cái ghim luôn mà vậy là có lái chơi rồi. Tôi muốn là tà, muốn là tà. Tự anh lái hay là em lái cho anh? Hả? Em nhớ cho anh. Số mà vợ lái hay là em lái hay là? Vậy là còn cái ghim luôn nè, vậy là có lái rồi. Vậy là có ba tà trúng nữa. Ồ 796 hàng hai ba 796 tuyệt vời rồi là. Cái đây này là giá tốn nghe anh ấy, giá tốn với bả nghe, giá bả là 200 ngàn là nghe. Giá tốn là có 100 thôi. Rồi, vậy giờ chung tiền nhắn đi anh, trừ tiền với số cho anh ra rồi chung tiền nhắn vậy thôi. Đó này con xe. À rồi chung. Tôi lấy bóng vé nè. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn nha. Ủa giá trăm con ngàn trúng lớn luôn chứ. Ngon rồi chứ. À giờ là tuyệt vời. Bây giờ đúng rồi bạn 17 giờ là 5 giờ 40 phút rồi mà. Rồi. Rồi chúc anh may mắn bữa trúng lớn nha. Rồi. Ồ vậy là trúng này quý vị không? 796 này anh bơ vô anh bơm xe. Anh bắt cái rồi mà anh bơm xăng rồi chứ anh hỏi là trúng mang số đào trúng phải không? Rồi anh nói là nhận ở đâu thì kêu nhận ở đây luôn. 796. 2 tài 400 em quý vị anh chị rồi. À, mà có thể có người chung nữa à, cảm ơn quý vị anh chị nha. Đó thì nhà em cũng bề bộn lắm trong cho tôi trúng đặc biệt nhiều khi tôi trúng đặc biệt số quan quá hả số quan đầu à, đâu đâu cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha à, đã ủng hộ và theo dõi cái kênh YouTube của em thì mấy hôm nay thì em cũng bận biểu cho nên là cũng không có quay với số nhiều cho anh chị đó thì anh chị cũng nhiệt tình ủng hộ em cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài chúc cho quý vị mua với số mỗi ngày mua trúng nha quý vị cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha dạ anh chị mà ủng hộ em thì đi ngon qua chỗ xã Tịnh Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi ngay gần cây xăng Vinom Tấn Tịnh để mua tại với số ủng hộ và cầu may nha anh chị. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị luôn nha. Chiều con số qua